Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm thời sự trong tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Trong tuần, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm về đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản tại Vĩnh Phúc. Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định thành công của tỉnh Vĩnh Phúc có sự đóng góp không nhỏ của các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản. Quan điểm của Vĩnh Phúc là các nhà đầu tư vào Vĩnh Phúc là công dân của tỉnh. Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh. Hiện nay, Vĩnh Phúc đang tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, tập trung thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đầu tư các hạ tầng thiết yếu cho các khu công nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề, giải quyết kịp thời các kiến nghị và thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đến từ các tổ chức Nhật Bản tại Việt Nam và các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cảm ơn tỉnh đã luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ các doanh nghiệp trong thời gian qua. Các kiến nghị của doanh nghiệp được tỉnh kịp thời giải quyết và tạo một điều kiện thuận lợi nhất. Trong thời gian tới, khi Việt Nam đã gia nhập TPP, các doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhất là các vấn đề về thuế. Chính vì vậy, các doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các doanh nghiệp, nhất là các vấn đề về điện, phục vụ sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ tay nghề và trình độ ngoại ngữ. Đồng chí Nguyễn Văn Trì chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp, trao đổi thẳng thắn trên tinh thần xây dựng của các doanh nghiệp và các cơ quan hữu quan. Đây sẽ là những kinh nghiệm quý để Vĩnh Phúc có được môi trường đầu tư ngày càng tốt hơn trong thời gian tới. Trong tuần, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện thành thị. Theo kết quả xếp hạng, Ngân hàng Nhà nước tỉnh là cơ quan xếp vị trí thứ nhất trong tổng số 7 cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh với tổng điểm xếp hạng 88,19 điểm. Xếp vị trí cuối cùng là Chi cục Hải quan tỉnh với 80,29 điểm. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan xếp vị trí thứ nhất trong tổng số 21 sở ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh với tổng điểm xếp hạng 90,89 điểm. Xếp vị trí cuối cùng là Thanh tra tỉnh với 84,89 điểm. Xếp vị trí thứ nhất trong 9 huyện thành thị là huyện Yên Lạc với tổng điểm xếp hạng 86,12 điểm. Huyện Tam Đảo xếp vị trí cuối cùng với tổng điểm xếp hạng 76,24 điểm. Ghi nhận biểu dương kết quả công tác cải cách hành chính của các cơ quan đơn vị và các huyện thành thị trong năm 2015. Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu trên cơ sở kết quả xếp hạng các cơ quan đơn vị, các huyện thành thị cần ra soát tiếp tục thực hiện tốt các chỉ số thành phần về cải cách hành chính và các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về cải cách hành chính. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng đường dây nóng để người dân, doanh nghiệp phản ánh ý kiến về cải cách hành chính. Xác định cải cách hành chính là việc làm thường xuyên liên tục của mỗi cơ quan đơn vị. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì giao Sở Nội vụ phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu thành lập tổ chức phục vụ về hành chính công, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 7. Các cơ quan đơn vị rà soát các thủ tục hành chính đảm bảo phục vụ doanh nghiệp và người dân với tinh thần nhanh gọn nhất, đi đôi với đó là nâng cao tinh thần thái độ phục vụ đối với doanh nghiệp và người dân. Trong tuần, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các sở ngành, huyện thành thị báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân 6 tháng cuối năm 2016. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư 6 tháng đầu năm 2016, kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn là trên 6.400 tỷ đồng. Giải ngân đạt hơn 1.900 tỷ đồng, đạt 29,7% kế hoạch vốn, bằng 66% so với cùng kỳ năm 2015. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu các sở ngành, đơn vị cần tập trung rà soát các bước thủ tục đầu tư đảm bảo nhanh gọn, rà soát lại các dự án đã cho chủ trương, điều chỉnh cho phù hợp, ưu tiên các công trình cấp bách trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ lập phê duyệt đầu tư các dự án, quy định cụ thể các công trình thuộc các nhóm đầu tư khác nhau, tập trung tháo gỡ khó khăn trong việc giao và thực hiện các dự án. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cản trở việc triển khai giải ngân nguồn vốn. Đối với những dự án không tiến hành thực hiện được phải thu hồi. Phấn đấu đến hết 31 tháng 12 năm 2016 phải phân bổ xong nguồn vốn cho các dự án trong năm 2017. Trong tuần, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Phúc Yên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2016. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã Phúc Yên, 6 tháng đầu năm 2016, giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp và thủy sản của thị xã ước đạt trên 240 tỷ đồng, tăng 4,29% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 56,3% kế hoạch năm.
tổng giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng ước đạt trên 44.000 tỷ đồng, tăng 6,04% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 11.500 tỷ đồng, đạt 50% so với dự toán và bằng 116% so với cùng kỳ năm 2015. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì biểu dương những kết quả thị xã Phú Yên đạt được trong thời gian qua và yêu cầu trong thời gian tới, thị xã Phú Yên tập trung quyết liệt thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã. Thị xã cần rà soát điều chỉnh quy hoạch đô thị bám sát vào quy hoạch chung của tỉnh, tập trung giải quyết một số lĩnh vực còn tồn tại để tạo ra bước đột phá, xứng tầm là đô thị loại 3, tương lai trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Trong tuần, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự 19/7/1946, 19/7/2016. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong những năm qua. Đồng thời đề nghị các cơ quan dân sự tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác thi hành án dân sự, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, khẩn trương khắc phục những tồn tại hạn chế, nâng cao chất lượng công tác thi hành án, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, để các bên đương sự tự nguyện thi hành án. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền cung cấp lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thi hành đối với những vụ việc có ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, đảm bảo an toàn đúng pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị các cấp các ngành, các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự trong quá trình tổ chức thi hành án, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong tuần, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát 6 tháng cuối năm 2016. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu 6 tháng cuối năm 2016, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác kiểm tra giám sát, chủ động trong nắm tình hình, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm được dư luận và nhân dân quan tâm, đảm bảo ổn định ngay từ cơ sở. Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy tăng cường sự phối hợp với các cơ quan khối nội chính trong thực hiện công tác kiểm tra giám sát, chủ động hướng dẫn cấp dưới về nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành kiểm tra ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong tuần, Công an tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12/7/1946, 12/7/2016. Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các mặt công tác, xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó cần tăng cường biện pháp nghiệp vụ, giữ vững sự ổn định trong mọi tình huống, góp phần tạo môi trường thuận lợi, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào Vĩnh Phúc. Phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp trong việc nắm bắt tình hình, nhất là liên quan đến giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh. Tình hình công nhân lao động trong các khu công nghiệp, học sinh sinh viên trong các nhà trường. Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho tỉnh có đánh giá khách quan, chính xác về các dự án để lựa chọn các nhà đầu tư. Phát huy cao nhất hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, giảm thiểu tác động môi trường, giữ vững an ninh quốc gia, phòng chống các loại tội phạm, phối hợp với cấp ủy chính quyền các cấp giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự tại cơ sở, không để xảy ra diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong tuần, Hội đồng nhân dân huyện Tam Dương, Hội đồng nhân dân huyện Yên Lạc, Hội đồng nhân dân huyện Bình Xuyên đã tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân các huyện Tam Dương, Yên Lạc và Bình Xuyên đã tiến hành bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021, bầu chủ tịch, các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Bầu hội thẩm nhân dân của tòa án nhân dân huyện và thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện. Trong tuần, đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có buổi tiếp đoàn Hiệp hội Việt Nam Nhật Bản nhân dịp đoàn đến làm việc về dự án điều tra, phân tích nhằm cải thiện chất lượng nước trong các bệnh viện tại Vĩnh Phúc. Đồng chí Lê Duy Thành trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Hiệp hội Việt Nam Nhật Bản, đồng thời mong muốn hiệp hội sớm triển khai công tác khảo sát, phân tích thực trạng nguồn nước tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục,
nhất là thực hiện lắp đặt các thiết bị xử lý đường ống nước do phía Nhật Bản tài trợ nhằm giúp cải thiện chất lượng nước trong các bệnh viện tại Vĩnh Phúc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành giao Sở Y tế và các sở ngành liên quan phối hợp với đơn vị Nhật Bản hoàn thiện các thủ tục hồ sơ sớm triển khai thực hiện dự án. Trong tuần, đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa KOK Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Vĩnh Phúc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cho biết tỉnh luôn luôn mở cửa chào đón các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản. Tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp sớm triển khai các hoạt động đầu tư, nhất là trên các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, xử lý môi trường. Đây là các lĩnh vực tỉnh đang thiếu và cần. Đồng chí Lê Duy Thành mong muốn chương trình hợp tác hai bên sớm được triển khai thực hiện, trước mắt có thể bằng sự hợp tác ghi nhớ. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.